KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả, trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Thưa quý vị, mua vàng và hộp xoàn với trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát, quý vị không phải hồi hộp, không phải chờ đợi, không phải đấu giá, chỉ cần theo dõi những cái chương trình talk show của trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát trên các cái channel của Little Saigon TV, hoặc là quý vị có thể vào trang mạng YouTube. Như show ngày hôm nay thì quý vị vào, quý vị đánh là trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát 2018-04-20 thì quý vị sẽ xem lại được toàn bộ những cái mặt hàng on sale trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là phần thứ tư của chương trình với những món cũng được on sale giá đặc biệt. Món số 28 đó là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 130 viên xoàn nhỏ cộng 6 viên xoàn 4 ly VS1 nước F color, giá on sale là 5.760 đô. Dạ quý vị, đây là món số 28, là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 130 viên xoàn nhỏ cộng với 6 cái viên xoàn, mỗi viên là 4 ly. Quý vị, VS1 4 ly bắt đầu Bích vẫn phục vụ cho quý vị là mỗi viên đều có một cái giấy của GIA quý vị nhé. Nước F color và một cái viên xoàn chính giữa là 4 ly rưỡi. Nước Hex color mà được IF cộng với 3 cái excellent. 7 cái viên này là đều có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA. Sạch đẹp không bọt mặt cũng không than. Cái vòng xoàn này rất đẹp mà mới về đó quý vị, kiểu mới luôn. Giá thị trường là 6.800 đô. On sale tuần này chỉ có 5.760 đô. Cái xoàn 4 ly mà VS1 nước F chỉ có là 390 đô một viên, nhân 6 là 2.340 đô. Còn cái xoàn chính giữa là 4 ly rưỡi nước H color mà được IF đó quý vị, chỉ có 720 đô. Cái vòng xoàn là 2.700, hai cái cộng lại là 5.760 đô. Và món số 29 đó là một chiếc lắc xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 150 viên xoàn nhỏ cộng 22 viên xoàn 3 ly 3 nước E color VS PVS2, giá on sale là 6.600 đô. Dạ quý vị, đây là món số 29, là một cái chiếc lắc xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 150 viên xoàn nhỏ cộng với 22 viên xoàn, mỗi viên là 3 ly 3 nước E color VVS2. Sạch đẹp không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 8.000 đô. On sale tuần này chỉ có 6.600 đô. Even là cái viên hộp xoàn này là 3 ly 3, nó là VVS2, vẫn là trong sạch chứ không có đục quý vị nhé. Không có đục giống như nước vo gạo đâu quý vị. Nó rất sạch, rất đẹp. Quý vị nên mua. Là thành ra Bích lên những viên hộp xoàn nhỏ, không bao giờ Bích mua những cái viên hộp xoàn mà quý vị thấy mà đục là không mua. Thành ra là quý vị nên mua cái viên này, cái lắc này rất đẹp quý vị nhé. Món số 30 đó là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 100 viên xoàn nhỏ cộng 9 viên xoàn 3 ly 6 VVS1 nước E color, giá on sale là 4.350 đô. Dạ quý vị, đây là món số 30, là một cái chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 100 viên xoàn nhỏ cộng với 9 cái viên xoàn, mỗi viên là 3 ly 6. VVS1 là hai vi sạch đẹp đó quý vị. Nước E color sạch đẹp không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 5.300 đô. On sale tuần này chỉ có 4.350 đô. Quá tuyệt vời. Và món số 31 có một dây lắc xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có 18 viên xoàn 4 ly VVS2, giá on sale là 7.050 đô. Dạ quý vị, đây là món số 31, là một cái dây lắc kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 18 viên xoàn, mỗi viên là 4 ly đó quý vị.
VVS2 nó rất sạch. Quý vị nhìn dùng cái kiến lúc, quý vị nhìn vô không hề tìm ra cái tì vết gì ở trong đó, nhưng mà Bích vẫn kêu là VVS2 sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 8.500 đô, on sale tuần này chỉ có 7.050 đô. Món số 32 đó là một cái viên xoàn 4 ly VS1 nước DEF Color, tất cả đều có giấy giám định quốc tế GIA. 4 ly nước D Color VS1 giá là 401, 4 ly nước E Color VS1 giá 400 đồng và 4 ly nước F Color VS1 giá là 390 đô. Dạ quý vị, đây là món số 30. Mỗi tuần Bích đều về những cái viên xoàn 4 ly. Thành ra là về bao nhiêu cũng không đủ quý vị. Mỗi khách hàng lấy một cái vòng cũng gần 9 viên và 12 viên hoặc là 7 viên. Thành ra là tuần nào Bích cũng về. Thành ra quý vị đừng ngần ngại, cứ việc gọi vô, cần nhu cầu 10 viên, 20 viên Bích cũng có đủ để cho quý vị nhé. Là cái xoàn 4 ly đó mà DEF Color thì lúc mà mua thì mua lô như vậy. Thành ra Bích phải chia đều ra là nước D mà 4 ly VS1 thì chỉ có 410 đô thôi quý vị. Còn nước E VS1 chỉ có 400, mà nước F VS1 chỉ có 309. Tất cả đây đều có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA. Món số 33 có một viên xoàn 3.02 nước K Carry Color VVS1 3 Excellent. Viên này có giấy giám định quốc tế, giá on sale là 24.800 đô. Dạ, quý vị, đây là món số 33. Là có một cái viên xoàn là 3.02 nước Key Color mà VVS1 là 2 vi sạch đẹp đó quý vị, cộng với 3 cái Excellent, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Có cả cái viên này đẹp mà tuyệt vời luôn quý vị, mà giá rất mềm. Giá thị trường là 31.000 đô. Họ on sale tuần này chỉ có một viên một thôi nha quý vị, chỉ 24.800 đô đó quý vị. Món số 34 có một viên xoàn 1.05 nước F Color IF 3 Excellent Hot and Arrow, giá on sale là 9.250 đô. Dạ, đây là món số 34, là có một cái viên xoàn 1.05 nước F Color mà được IF được quý vị, còn gì bằng, cộng với 3 cái Excellent, cái fluorescent là nên, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 12.000 đô, on sale tuần này chỉ có 9.250 đô thôi quý vị. Món số 35 có một viên xoàn 1.16 nước E Color VVS1 3 Excellent, giá on sale là 11.200 đô. Dạ quý vị, đây là món số 35, là một cái viên xoàn là 1.16 nước E Color, là nước E là number 2 của nó rồi quý vị. VVS1 cộng với 3 cái Excellent, cái fluorescent là nên, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 14.000 đô thôi quý vị, on sale tuần này dưới giá thị trường quý vị ơi 11.200 đô, quá tuyệt vời. Và món số 36 có một viên xoàn 1.24 nước Jigger Color VVS1 3 Excellent, giá on sale là 9.100 đô. Dạ quý vị, đây là món cuối cùng, là một cái viên hột xoàn là 1.24 nước G là Jigger đó quý vị. VVS1 cộng với 3 cái Excellent, cái fluorescent là nên, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 11.000 đô, on sale tuần này chỉ có 9.100 đô thôi quý vị. Đây tất cả là 36 món, mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát chúng tôi để chúng tôi có cơ hội để phục vụ cho quý vị. Thành ra là quý vị, nếu mà những cái món hàng ở trên đây
mà quý vị thấy không có đúng cái nhu cầu của quý vị thì quý vị cứ việc gọi vô cho KNV Đại Phát, gọi số phone là 714-305-8089 để Bích có thể là giúp quý vị tìm kiếm những cái viên hột xoàng mà quý vị nhu cầu, là Bích sẽ cho quý vị một cái giá rất rẻ và với cái dưới giá thị trường. Thành ra quý vị đừng ngần ngại, cứ việc gọi vô cho KNV Đại Phát ở số phone là 714-305-8089 quý vị nhé. Quý vị, cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.